Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Chelsea với Leeds 22 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2023, vòng 26 ngoại hạng Anh. Cuối tuần này, Chelsea sẽ có cuộc tiếp đón Leeds trong khuôn khổ vòng 26 ngoại hạng Anh. Còn nhớ ở lượt đi tại Elland Road, Leeds đã khiến Chelsea phải hứng chịu một trong những thất bại nặng nề nhất dưới thời huấn luyện viên Thomas 3-0. Dù chiến lược gia người Đức lúc này đã không còn tại vị ở Stamford Bridge, nhưng xem ra để Blues khó lòng có màn phục hận thành công trước những vị khách tới từ Tây Yorkshire. Sở dĩ nói vậy là bởi Chelsea đang chìm sâu trong khủng hoảng và vẫn chưa cho thấy bất kỳ tín hiệu khởi sắc nào. Trước cuộc tiếp đón Leeds, đội bóng thủ đô đã thua 3 trận liền mà không ghi nổi bàn danh dự nào. Nếu như hai thất bại trên sân khách trước Borussia Dortmund và Tottenham là kết quả có thể tặc lưỡi cho qua, thì trận thua đội bét bảng Southampton ngay tại Stamford Bridge rõ ràng là điều khó chấp nhận. Tính rộng ra, đoàn quân của huấn luyện viên Graham Potter đã không thắng 6 trận liên tiếp và điều đáng báo động là họ đã chỉ có đúng một pha lập công trong cơn khô hạn chiến thắng ấy. Với phong độ yếu kém cùng hàng công bế tắc, giữ được 3 điểm ở lại Stamford Bridge cũng đã là nhiệm vụ khó khăn cho The Blues chứ chưa nói tới chuyện thắng đậm Leeds. Nhận định trên càng được củng cố bởi Leeds tỏ ra khá cứng đầu mỗi khi làm khách của những đội bóng trong nhóm cạnh tranh xuất sự cúp châu Âu. Nên nhớ cách đây 4 vòng đấu, Leeds đã thực hiện được điều mà chưa từng có đội bóng nào làm được kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay, đó là khiến Man United mất điểm tại Old Trafford hòa 2-2. Ở mùa giải năm nay, Leeds đã từng hạ gục Liverpool ngay tại Anfield, cầm hòa Newcastle không bàn thắng tại St James Park và chỉ chịu thua sít sao trong chuyến làm khách trước Tottenham. Ngoài ra, tinh thần của Leeds cũng đang lên rất cao sau khi tạm thời thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ nhờ thắng lợi tối thiểu trước Southampton. Với hiệu ứng từ huấn luyện viên mới Javier Gracia, Leeds hoàn toàn có thể nghĩ đến việc giành điểm trước Chelsea. Tuy nhiên, với việc thi đấu trên sân nhà, kèm với sự khao khát lấy lại mạnh chiến thắng, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, với kèo châu Á Chelsea chấp 1.0, anh em cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á Chelsea chấp 1.0 full time. Không phủ nhận sự lì lợm của Leeds mỗi khi làm khách của các ông lớn, nhưng thực tế thì chiến thắng 1-2 trước Liverpool tại Anfield chính là lần duy nhất Leeds được ca khúc khải hoàn khi thi đấu xa nhà ở ngoại hạng Anh mùa này. Bên phía đối diện, dù phong độ đang xuống dốc không phanh, nhưng Chelsea rõ ràng không phải dạng dễ bị bắt nạt trên sân nhà. Trên thực tế, trận thua Southampton mới là lần thứ 3 ở mùa giải năm nay để Blues trắng tay tại Stamford Bridge. Trước khi bị Southampton hạ gục bằng pha sút phạt mẫu mực của James Ward-Prowse, đội bóng thủ đô đã chỉ chịu thua tối thiểu Arsenal và Man City. Với việc cả Chelsea lẫn Leeds đều tồn tại những vấn đề khác nhau, nhưng với lợi thế sân nhà ở kèo châu Âu anh em cân nhắc đội chủ nhà. Chốt kèo châu Âu, Chelsea thắng. Sau 24 vòng đấu, Chelsea mới để lọt lưới 25 bàn thua, thành tích ngang với Man City và chỉ kém Arsenal cũng như Newcastle. Có thể thấy, hàng công yếu kém mới là nguyên nhân chính dẫn đến thành tích bết bát của Chelsea. Ở chiều ngược lại, khả năng ghi bàn cũng đang là một vấn đề nhức nhối đối với Leeds khi họ đã tịt ngòi ở 4 trên 6 trận gần nhất. Đó là những cơ sở để tin rằng 90 phút sắp tới tại Stamford Bridge sẽ khan hiếm bàn thắng. 7 trận gần nhất của Chelsea khép lại với tối đa 2 lần lưới rung. 5 trên 6 trận vừa qua của Leeds cũng chẳng vượt mức 2 bàn trận. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 2.5 chọn xỉu full time. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.